Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh tế 24 giờ của kênh truyền hình VOV Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hủy bỏ chương trình giám sát cá da trơn. Thép cuộn nguội Việt Nam bị Malaysia áp thuế chống phá giá. G7 nhất trí về các biện pháp cho tăng trưởng toàn cầu. Tự chứng nhận xuất xứ, xu hướng trong các FTA thế hệ mới. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 5 vừa qua, với 55 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết hủy bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ được công bố từ cuối năm ngoái. Quyết định này được xem là sẽ tạo thuận lợi cho Việt Nam trong bối cảnh ngành xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam sang thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn. Trong phiên họp ngày 25 tháng 5, các thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ nghị quyết đã nêu rõ tính chất trùng lập, lãng phí, không cần thiết và bảo hộ thương mại của chương trình giám sát trên, nhấn mạnh nguy cơ gây tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO và hậu quả là các biện pháp trả đũa của các nước nhằm vào xuất khẩu nông sản của Mỹ. Thượng nghị sĩ McCain, người đứng đầu phe ủng hộ dự luật đã cáo buộc chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ là một nỗ lực trá hình nhằm bảo vệ các công ty cá da trơn ở miền Nam nước này trong cuộc cạnh tranh với các nhà nhập khẩu Việt Nam. Để có hiệu lực, nghị quyết này còn phải được Hạ viện Mỹ thông qua với số phiếu qua bán và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật. Thưa quý vị và các bạn, Malaysia vừa ban hành kết luận cuối cùng về vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, vừa qua Bộ Công Thương và Thương mại Quốc tế Malaysia đã ban hành quyết định cuối cùng về vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá có biên độ từ 3,06 đến 23,78% cho các sản phẩm thép cuộn không gỉ, cuộn inox nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc. Riêng Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá từ 3,06% đến 13,68%. Mức thuế này chính thức được áp dụng từ ngày 24 tháng 5 năm 2016 và sẽ được áp dụng trong thời hạn 5 năm. Mới đây tại Hà Nội, chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc UN Habitat đã chính thức khởi động dự án hội nhập theo chiều dọc và chia sẻ kinh nghiệm phát triển carbon thấp tại các đô thị Việt Nam, với mục tiêu hỗ trợ chính phủ các nước Philippines, Việt Nam, Kenya và Nam Phi phát triển theo chiều hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp thông qua quản trị và nâng cao trí thức, năng lực ở nhiều cấp. Phát triển carbon thấp là mô hình phát triển kinh tế theo hướng sử dụng tiêu thụ ít năng lượng và phát thải ra môi trường ít chất ô nhiễm. Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 8% một năm, cùng với đó là nhu cầu năng lượng tăng trung bình 15% một năm. Nếu tiếp tục duy trì sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch, thì Việt Nam sẽ trở thành nước có mức phát thải cao trên thế giới, cả về các chất ô nhiễm lẫn các loại khí nhà kính. Khung thời gian thực hiện dự án hội nhập theo chiều dọc và chia sẻ kinh nghiệm phát triển carbon thấp tại các đô thị Việt Nam là từ năm 2016 đến 2018, với mục tiêu chung là tăng cường năng lực lãnh đạo cán bộ chính quyền trung ương và địa phương về lập quy hoạch, phối hợp và triển khai các hành động ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương. Trung tâm Nghiên cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa đưa ra một số đề xuất kiến nghị để triển khai có hiệu quả nghị quyết số 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Chính phủ. Cụ thể, Trung tâm Nghiên cứu BIDV đề xuất tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện cải cách hành chính và tăng cường giám sát từ các cơ quan thanh tra giám sát. Trung tâm Nghiên cứu BIDV cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khơi thông dòng vốn tín dụng cho doanh nghiệp và nền kinh tế, giảm sự lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng và đẩy mạnh các hoạt động khuyến công. Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu BIDV cũng đưa ra một số đề xuất đối với doanh nghiệp để tạo thành sức mạnh hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh sự hỗ trợ của các bộ, ngành địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp lớn, mạnh, có tiềm lực tài chính cần có sự chủ động tham gia tích cực tư vấn, hỗ trợ tài chính đối với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sáng ngày 27 tháng 5 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi đối thoại chính sách những khó khăn thách thức trong thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước nhằm trao đổi, lấy ý kiến các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia về việc soạn thảo nghị định về cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhà nước đã đầu tư một khối lượng rất lớn vốn và tài sản sở hữu toàn dân vào sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Tính riêng số liệu của 781 doanh nghiệp 100% sở hữu nhà nước năm 2014, thì tổng tài sản đã hơn 3,1 triệu tỷ đồng. Còn nếu tính toàn bộ các doanh nghiệp có 100% và trên 50% sở hữu nhà nước, thì con số này lên tới 5,4 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, công tác quản lý giám sát của chủ sở hữu nhà nước chưa tốt, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.
Do đó, cần thiết phải có một cơ quan chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này. Thứ nhất là giải quyết vấn đề đầu tiên là tránh cái xung đột lợi ích trong việc thực hiện các chức năng của nhà nước. Và từ đó chúng ta phải tách được cái chức năng, phải tách cái chức năng thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước ra khỏi cái chức năng thực hiện là làm chính sách và chức năng điều tiết thị trường của nhà nước. Vì ba chức năng này cũng là của nhà nước, nhưng khi thực hiện nó, nếu nó tập trung vào một bộ thì nó xung đột về mặt lợi ích. Xung đột về mặt lợi ích này nó dẫn tới là nó một môi trường kinh doanh không công bằng, không bình đẳng, thiếu cạnh tranh. Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia đều đồng tình với việc cần phải thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước. Đồng thời, cũng chỉ ra những vấn đề cần phải làm rõ như tổ chức bộ máy làm sao để không công kềnh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và cần phải có cơ quan giám sát để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 ngày 26 tháng 5 đã nhất trí thực hiện linh động các biện pháp tài chính, đồng thời đẩy mạnh cải cách cơ cấu nhằm kích thích tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc và các thị trường đang nổi khác. Các nhà lãnh đạo đã chia sẻ quan điểm G7 sẽ không chần chừ đưa ra các gói kích thích tài chính nhằm thúc đẩy nhu cầu và đối phó với vấn đề người tị nạn, thảm họa và các vấn đề khác mà mỗi quốc gia G7 đối mặt. Các nhà lãnh đạo G7 nhất trí rằng việc các nền kinh tế đang nổi tăng trưởng chậm đã làm gia tăng tình trạng cam go của nền kinh tế toàn cầu và G7 phải đi đầu trong việc đưa kinh tế toàn cầu đạt tăng trưởng bền vững. Dự kiến tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 sẽ đưa ra cách ứng phó thống nhất trước cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Syria, tình hình Ukraine, chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cũng như hoạt động trốn thuế từ vụ rò rỉ hồ sơ Panama. Truyền thông Cuba cho biết trong cuộc trao đổi với báo giới qua trang mạng xã hội Twitter, Đại sứ Cuba tại Mỹ Jose Ramon Cabanat đã khẳng định các hãng hàng không dân dụng của Mỹ hiện vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ các quan chức nước này để khai trương các đường bay thẳng tới Cuba. Ông Cabanat cho biết thêm, các hãng hàng không Mỹ đã xúc tiến việc tiếp xúc với Viện Hàng không Dân dụng Cuba để bắt đầu tiến hành các thủ tục, nhưng hiện vẫn chưa được chính quyền Washington cho phép. Tháng 2 vừa qua, Cuba và Mỹ ký bản ghi nhớ về vấn đề nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn do chính sách bao vây cấm vận của Washington đối với La Habana. Văn bản này cho phép thiết lập tối đa tới 110 chuyến bay một ngày giữa các sân bay của hai nước. Tuy nhiên, gần 4 tháng sau, các hãng hàng không của Mỹ vẫn chưa có thêm bước tiến nào dù lập kế hoạch bắt đầu bán vé các chuyến bay thẳng tới Cuba vào cuối năm nay. Nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về quy tắc xuất xứ và cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, ngày 26 tháng 5 vừa qua, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương phối hợp với dự án EU Mudrap đã tổ chức hội thảo tự chứng nhận xuất xứ, xu hướng trong các FTA thế hệ mới. Tại buổi hội thảo, các doanh nghiệp được tham gia giới thiệu và tìm hiểu về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Với cơ chế này, doanh nghiệp được quyền tự khai báo xuất xứ của hàng hóa trên hóa đơn thương mại hoặc bất kỳ chứng từ nào khác thay cho giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hiện hành. Nhờ đó, sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đây là cơ chế mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp so với việc chứng nhận xuất xứ theo cách truyền thống. Tuy nhiên, với nguồn nhân lực và trình độ hiểu biết các quy tắc xuất xứ còn hạn chế, thì hầu hết các doanh nghiệp đang gặp khó trong việc đáp ứng được các điều kiện để tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Các công ty thường thì chỉ có một người phụ trách về chứng nhận xuất xứ và những người đấy thì cũng kiêm luôn làm xuất nhập khẩu, nên là cái việc độ về sự hiểu biết chuyên sâu về tự chứng nhận xuất xứ thì cũng không nhiều, nên là rất cần thiết những cái khóa học để tăng thêm kiến thức cho những người phụ trách về chứng nhận xuất xứ ở các công ty. Việc đào tạo để doanh nghiệp có thể tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được các chuyên gia đánh giá là điều hết sức cần thiết. Bởi đây vốn là lĩnh vực rất phức tạp về mặt kỹ thuật, với nhiều quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ khác nhau. Đào tạo vô cùng quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể hiểu rõ hơn những thủ tục quy trình. Với những thủ tục quy trình theo các FTA mới này, thì doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm giải trình cao hơn về xuất xứ hàng hóa họ sản xuất ra, để doanh nghiệp buộc phải ghi chép lại những hàng hóa mà họ nhập khẩu về và những xuất xứ hàng hóa nguyên liệu để sản xuất ra những sản phẩm cuối cùng là như thế nào. Có thể nói, cơ chế tự chứng nhận xuất xứ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể áp dụng được cơ chế này,
thì các doanh nghiệp cần bố trí nguồn nhân lực hợp lý, nắm rõ các quy tắc xuất xứ hàng hóa. Chỉ khi thực hiện bài bản đầy đủ thì doanh nghiệp mới được hưởng hết những lợi ích từ các FTA mang lại. Đến đây chương trình Kinh tế 24 giờ xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.